Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn 4 mẫu nồi cơm. Thì cả 4 mẫu nồi này đều là nồi của Panasonic và cũng là tất cả đều là nồi 1 lít hết và đều là nồi cao tần áp suất điện tử phun hơi nước nhé các bạn. Đấy, thì 4 nồi này thì có 3 màu khác nhau nhé các bạn. Thì 1 lít nồi này là 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát 2 bát rưỡi gạo ấy, khoảng 5 người ăn nhé các bạn. Rồi, mình vào chi tiết mẫu nồi số 1 nhé. Đây, mẫu nồi số 1 là SRSPA106 nhé các bạn. Thì nồi này là nồi 106 này, tức là năm 2 sản xuất năm 2016 đấy các bạn. Đấy. Đây các bạn xem. Cái nút này này các bạn này. Đấy, đúng ra là nó màu như thế này này. Đấy, nhưng mà nó bị chóc ra, thế là mình bóc cái lớp sơn kia ra luôn. Rồi nó thành màu này nhé các bạn. Đấy. Rồi, các bạn xem qua nhé. Cả bốn cái mẫu nồi này không có bể vỡ đâu các bạn. Rồi đây. Nồi đầu tiên, mẫu nồi số 1 đây. Cái này thì mình nấu thử rồi nhé các bạn, nó hơi nóng, mình mới nấu xong nó hơi nóng. Đây, doang này nhé các bạn, cái này không xì nhé các bạn, nếu mà xì thì mình sẽ không úp lên đâu. Đấy, các bạn xem qua. Đây, áp suất điện tử đấy các bạn này. Đấy. Rồi, này cốc bùa nhé. Đấy, nước mình đổ, nãy mình nấu thử này, nước còn này các bạn này. Đây xong đây, xong nước nó còn lau sạch các bạn hình dung nhá. Đấy, xong này nó bị mấy chấm nhỏ này nhé các bạn, 1, 2, 3, 4 chấm nhỏ nhé các bạn bên này nữa. Đấy, xong này xong lỗ, xong này nó không bám cơm nữa các bạn yên tâm nhé, xong lỗ này là xịn nhất của Pana đấy. Đấy, rồi bên trong đây không bể vỡ gì nhé các bạn. Thì vì nồi này là nồi có cốc nước ấy, khi nấu các bạn nhớ bỏ 2/3 cốc nước vào đây nhé các bạn, để cơm của các bạn chuyển qua chế độ hâm ấy thì nó sẽ hút nước ở đây, nó hút vào đây để nó phun lên, để nó phun lên dạng hơi nước các bạn, để nó bảo quản cơm các bạn được lâu hơn. Rồi, mẫu nồi này là mình đánh dấu là mẫu nồi số 1 nhé, mẫu nồi số 1 thì mình đang bán mức giá là 2,4 triệu nhé các bạn, mẫu nồi số 1 2,4 triệu. Rồi, tiếp tục mẫu nồi số 2. Mẫu nồi số 2 là SRSPX105 nhé các bạn. Nồi này có màu đỏ. Nồi này thì không có đèn LED nhé các bạn. Chức năng thì nó như nhau hết nhưng mà nó không có đèn LED. Còn nồi này có đèn LED. Tại vì ba mẫu nồi này này là ba cái mẫu nồi cao cấp nhất của Panasonic đấy các bạn. Xong rồi đến mẫu nồi này này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Nó không có chữ X đằng sau nhé. Đấy. Đây. SPX này. SPX này. Đấy. Rồi, mở cho các bạn xem nhé. Đây nắp đây nhé các bạn. Đấy, cái này nó bị rách như này một chút này nhưng mà nó không bị xì đâu nhé các bạn. Rách này không ảnh hưởng gì đâu. Các bạn đừng có xé ra là không sao. Nhưng không tự nhiên rách ra thêm đâu nhé các bạn. Các bạn yên tâm vấn đề đó nhé. Đây, áp suất điện tử cái này thì còn khá là mới. Nó bị rách như này này. Đấy, thì mình khẳng định các bạn rách như này không sao nhé. Các bạn đừng có xé ra thì không sao đâu. Đây xong đấy các bạn này. Đấy, xong này còn rất là đẹp luôn. Nó bị xong này bị một chấm nhỏ ngay đây, chấm này không ảnh hưởng gì đâu nhé các bạn, xong lỗ luôn nhé, chấm này không ảnh hưởng gì đâu. Đây bên trong đây, đây cả 3-4 mẫu nồi này mình đều nấu thử rồi nhé các bạn. Đây là mẫu nồi số 2 nhé các bạn, mình đánh dấu là mẫu nồi số 2 này. Mẫu nồi số 2 này thì mình đang bán với mức giá là 2,9 triệu nhé các bạn. Đấy. Rồi, mẫu nồi số 3 nhé. Mẫu nồi số 3 cũng là Panasonic luôn. Mẫu nồi này thì nó màu bạc nhé các bạn. Đây, cái này thì dòng này còn rất là đẹp luôn, không có bị rách gì nhé các bạn. Mà thực ra rách thì mình cũng nấu thử rồi, nó không có bị lột ra nữa thêm nữa đâu, các bạn yên tâm nhé. Đây, dòng này khá là đẹp. Đấy, mình cũng nấu thử rồi đấy các bạn. Tại vì nay có một chú khách góp ý với mình ấy, tại vì khi mình lên đây các bạn, hôm nào mà nhiều đóng nhiều hàng quá hoặc là bận quá thì mình lên đây đôi khi mình vội vàng, mình không có vệ sinh kỹ được, thì chú góp ý cho mình là nên vệ sinh kỹ để khách lên đây ấy, khách nhìn nó được thực tế hơn. Đấy, thì mình cũng cố gắng vệ sinh kỹ nhất có thể để được rồi xong rồi lên đây, thì các bạn thông cảm với mình nhé. Rồi, mẫu nồi này là mẫu nồi số 3.
số 3. Đấy, mình đang bán mức giá là 3,3 triệu nhé các bạn. Mẫu nồi Panasonic áp suất điện tử. Đấy, rồi mẫu nồi tiếp theo là mẫu nồi số 4. Cũng màu bạc như vậy luôn. Đây. Đúc SX 5S. S này là nó thường thường các bạn. Có chữ S này là nó xịn hơn nhé các bạn, nó xịn hơn những dòng này nhé. Đấy. Có chữ S thì nó xịn hơn nhé các bạn. Đấy. Này còn khá đẹp nhé các bạn. Đây, áp suất điện tử đây. Xong đây. Xong này bị một chấm nhỏ ngay đây nhé các bạn. Còn lại rất là bóng luôn các bạn nhìn này. Đấy. Rất là bóng nhé. Xong này xong có cháy nhé các bạn, cháy đít nhé. Đấy, không bẻ vỡ gì nhé các bạn, tất cả đều không bẻ vỡ gì. Để mình mở hết cho các bạn xem nhé. Đây, mẫu nồi này là mẫu nồi số 4. Đúng rồi, mẫu nồi là mẫu nồi số 4 nhé các bạn. Mẫu nồi số 4 thì mình đang bán mức giá là 3,4 triệu. Mẫu nồi số 4 mình đang bán mức giá là 3,1 triệu nhé các bạn. Đấy. Rồi. Để qua 4 mẫu nồi này, bạn nào ưng mẫu nồi nào thì liên hệ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé. Xin chào các bạn.